chuẩn bị đi lên siêu thị kiếm chỗ đen. Sáng giờ đi cũng mệt phải không? Di chuyển xe đặt hơn 1 tiếng rồi, phải 1 tiếng không? Đâu rồi? Đâu rồi? Dạ. Đâu rồi? Dạ đi ăn. Nhớ mẹ ăn trễ. Từ từ luôn. Không hỏi. Thì mình cứ bám nhau đi. Ủa? Ủa lẽ ra là mình phải đi cầu thang kia mới đúng chứ. Phải không? Không nhưng mà đóng không ạ? À đang gì? Lẽ ra mình đi lên là đi qua bên kia lại ra. Đúng không? Đi đi qua đây đi 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 thang chung đi. Có thang máy đi lên mà. Đi lên đây nè. Qua đây nè chế nè. Cái gì vậy? Đứng dậy. Đứng dậy, đứng dậy. Sao không? Có sao không? Có sao mà trơn đúng không? Đây 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 đây. Tưởng đói quá xỉu chưa? Tưởng đói quá xỉu chưa? Đâu ạ? Tiếp tục lên tầng 4. Ăn chưa? Đói không? Dạ đói. Đói hả? À. Ủa sao đi đâu nữa? Hả? À. Sao không ăn? À, đi lên tầng nữa. Lên đó làm gì? Dạ. Ủa lên đó mới có đồ ăn hả? Không biết làm gì, chưa nghe. Không người thảo. À đâu hả? Ủa sao đi ra lại?
sao đi ra? Ủa đây bán rau không ạ? À cơm mắm. Đúng là chỗ này ngon nè. Thấy cơm mắm này ngon. Sao không ăn? Món gì chưa? Dạ. Còn món chưa? Cô mình đâu hết đâu. Tầng trăm là tầng bốn cái. Hai tầng bốn. Tầng trăm mình đều có đồ ăn đúng không? Tầng này là bốn hả? Tầng năm là bốn. Này trò chơi. Bánh cơm bán gì ngon nè? Tầng này là tầng của anh mà. À. Tầng sao nãy giờ chưa thấy ai ta? Sao nãy giờ không thấy ai? Nước bán gì? Đang tiền hả? Rồi. Là 136 60.000. Thêm một cơm nữa. À, có cơm hả?